Cội biết cụ có nợ chị, chị cứ để thương thư cho đến ngoài mùng năm nhá, qua mấy đứa cháu nó bên Mỹ nó về rồi ông rồi kiểm kê tiền mừng tuổi đỡ mừng chị nhá. Khổ quá cụ ơi, mà cái nhà này hay là gì, cháu đã bảo là hôm nay cháu sang đây không phải là để đòi nợ. Mày cũng sang đòi nợ mày làm gì? Là để sang chúc Tết. Ui giời ơi, chết tiệt mày chả nói sợ. Mặt mày cầu cầu như chó cắn ma thế kia thì mày chúc Tết cái gì? Tiên sư mày nói sớm để cùng đỡ lo. Nó chúc Tết đấy vào. Bố ơi, mời bố. Ui giời, chúc Tết, chúc Tết, chúc Tết. Cẩn thận ông ạ. Tao hai lần như này thì chết sớm mày xuống rồi. Mày chết ba. Năm nay là năm Quý Mão, là năm con mèo. Mèo. Cháu chúc cụ đây á, lăn xăn như mèo cái. Cháu chúc và ông đây ấy thì hay nói như mèo nhà. Cháu chúc bác đây á thật thà như mèo nhà. Chúc em đây á xuất mặt như mèo khoang. Mà chúc cả nhà ta năm nay á lăng thang như mèo được cả. Chị lấy mẫu trên hoài đình, chợ bờ hàng miếng bây treo leo. Vâng ngật nguyện đến đi ngày soi đỏ bảy tháp bờ, rực ngờ giữa càn khôn đồ sô đã mặt đầu đường ý à. Yeah.
vốn dòng sơn trang. Tính Chúa hay hồng chúc măng giang, măng tre măng nứa cơm làm trà đường. Trèo về cho tới bóng lai, chơi hồ ba bể mười hai cửa ngàn. Rừng hòe quế, rừng lan, rừng cúc, rừng bạch mai, rừng trúc, rừng thông. Đường lên luôn đường khúc dòng, ý à ơi à. Bè xuôi thuyền dòng trôi thác trèo bơi sông Đà, chiếc thuyền dòng trèo bơi bên lòng vượt sông Đà rào khắp suối về, từ hàng liên suối rút trèo về khoan hò khoan đứng khoan hò khoan ơi khoan hò khoan khoan hò khoan hò số
Cho đời tiền tốt lụa dày, ý ngài ơi hà.